Chào các bác, mai em sẽ lên sóng cho bác cặp loa huyền thoại JBL C70 này nhé. Cặp này thực ra là em mang về em chơi được khoảng độ nửa tháng rồi. Bởi vì cái chất âm cặp này rất hay và cái tầm tiền hợp lý. Đây là cặp C70. Cái dòng C70 này thì nó cái chất của nó thì đương nhiên là chất JB thì cái tiếng bass của nó rất là hay rồi, nhưng cặp này thì nó có một cái điều là nó là một cặp huyền thoại, mặc dù giá nó không phải là đắt, ngoài 40 triệu thôi, nó chỉ tầm như một cặp 99A của Pioneer thôi, nhưng mà cấu hình của nó rất là gấu, cái bề ngang này của nó rơi vào khoảng 1 mét luôn, đấy, nó rơi vào gần 1 mét luôn các bác nhá, đấy, bề thế với cái cấu hình vỏ vân gỗ rồi cái cấu hình của dòng này nó là sở hữu 2 bát 30, thì trong đấy có 1 bát cộng hưởng. Đấy, nó rất là lợi về phối ghép âm ly. Anh em chờ nhé, cặp C70, cặp này của em về rất đẹp. Rất đẹp và đương nhiên là phải đẹp và chất thì em mới để em chơi. Đấy, C70 các bác nhé, nếu anh em quan tâm có thể gõ trước, ngày mai em sẽ cho lên sóng. C70 Alpha 1 ngoài 40 triệu. Cặp này thì nó không những để mình nghe, mình chơi, mình sưu tầm, cái này thì nó là gọi là về giá trị sưu tầm nó rất là lớn. Đấy, các bác nhìn này, đây là một chiếc các bác nhá, tại vì em chuyển từng chiếc một, mình nó to á, chở bằng xe chuyển từng chiếc một sang bên này để quay cho các bác, định quay ở nhà nhưng thôi mà quay bên này cho nó sẵn đồ sẵn đạc. Rồi, cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi.